chiếc S1 Cielo mới là một full đồ Thái bên độ xem nè ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho nè. Full bao này mình đi full là đồ chiếc là sau Vinh Thái à. Chào anh em S1 Cielo nha. Giới thiệu với anh em cấu hình lên cái bộ nồi Thái. Con này đang bị tình trạng là chạy tuột nồi lì nồi hao xăng nha. Mình sẽ đi cho anh em cấu hình cái nồi cũ luôn. Thì cái bộ nồi cũ bị tình trạng là chuông bị sọc chuông nè, sọc chuông nha. Đó. Bố thì đang đi tình trạng là bố dán à. Dán này, nó bị tình trạng là mòn, bố chai bố lì bố nha. Đó. Còn cái dây cura mình đứt cái dây cura nha, nó không còn cái độ bám tốt nha, đó, đứt hết rồi nha anh em ha. Đó, gần đứt luôn nha. Rồi phần cái bi thì bị mòn của gốc nè. Đó nha. Kẹp trượt thì bị mòn hả, miệng lớn nha anh em. Đó. Đó, mặt nhôm nồi bị mòn lõm nè, nó không còn độ phẳng nữa, đó mòn lõm rồi. Thì cấu hình cái bộ nồi mới sẽ đi cho anh em là full Thái luôn nha. Đó, gồm là phần cái dây bên đôi Nhật nha, bên đôi Nhật cho chủ xe ha, bên bên đôi Nhật chủ xe nha. Đó, bao bền cho anh em luôn. Rồi phần cái bộ nồi sau mình đi bộ nồi full Thái chủ xe, gồm chuông nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp trên full mới ha. Đó, đi lại cho anh em là bố bất cạn Vinh Thái nè, full mới nha. Đó, full Vinh Thái chủ xe luôn. Phần cái bộ nồi sau mình đi chủ xe combo là full bộ nồi trước nha, full nồi Thái đâu, hai nhân nồi mới trăm nhau ha. Đó, mới xe nguyên trắng đẹp nha. Đó, anh em muốn lên cái bộ nồi Thái thì ghé bên độ xe Việt Nam, bọn mình là chuyên làm nồi Thái dòng Cielo 115 nha. Rồi chào anh em. Rồi chào anh em Cielo nha. Giới thiệu với anh em cấu hình lên cái bộ nồi Thái. Con này mình đi full Thái cho chủ xe trước sau luôn nha. Riêng phần bi với dây bên đôi mình đi Nhật nha cho nó bền. Đó, đầu tiên mình sẽ cho phần 6 bi nồi vô phần cái chén bi ha. Cho ác nồi mới vô. Đó. Bay trượt nồi mới luôn nha. Rồi các bạn nồi mới vô luôn. Rồi tiến hành là bắn cái nồi trước và phần cho phần cái nồi sau nha. Nồi sau đi full Thái luôn. Đó, quá đã ha. Phương Vinh bố Vinh Thái luôn, không có đi bố dán nha. Bố dán màu bình dạng là thuộc nồi lì nồi với hao xăng nha. Mình đi lại nồi Vinh Thái cho anh em. Đó. Rồi mình tiến hành là bắn cái nồi sau vô nha ha. Đó, full combo có nồi Vinh Thái vũ xe luôn. Đó, trước sau full Thái nha. Vô đồ Nhật ha. Rồi, sau đó mình tiến hành là ốp đốc nồi và test cho anh em nha. Xe này thì mình có làm luôn mình xăng vũ xe nè. Đó, mình xăng là mình làm lại cho vũ xe luôn. Thay luôn cái cùng công tắc trước sau nha. Đó, và bên trái phải luôn nha. Đó, trắng đẹp nha anh ha, full mới. Rồi. Anh em mà muốn làm cái dòng xe S1 Cielo thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình là chuyên dòng này ha, Cielo 115. Rồi, test nhẹ chiếc S1 Cielo mới là một full đồ Thái bên độ xe nè ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho nè. Full bao này mình đi full là đồ chiếc là sau Vinh Thái nha. Dây bên đôi Nhật nha, bên đôi Nhật nha. Đó, bao bền cho anh em ha. Anh em mà muốn làm nồi chiếc quay chiếc S1 Cielo thì ghé bên độ xem nha, mình bao làm cho nha. Đó, bao nhẹ nha. Tên ga là đi cho anh em liền ha. Đó. S1 Cielo 125 nha anh em. Đó, mình chuyên làm nồi dòng tay ga dòng S1 nha, Cielo 125. Anh em muốn làm nồi là máy sơn siêu dòng chuyển ghép nha. Em đang làm từ ngoài nha. Ngoài anh em ha. Đó, bao giọt nha. Quá sướng nha ha. Full combo mình làm full nồi Thái. Bền nhẹ xe, bốc. Đó, bao nhẹ nhàng cho nha. Đó, S1 Cielo. Rồi, cảm ơn anh em luôn nha.